Chi tiết Mercedes-Benz AMG C63 SE Performance 2024 phân phối chính hãng giá 4,9 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau G63 thì hiện tại đây là dòng xe AMG 63 thứ 2 được Mercedes-Benz Việt Nam đưa về và phân phối chính hãng. Nhờ việc sử dụng động cơ 2.0 lít, giá bán của C63 SE Performance dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều so với trước đây. Xe được phân phối chính hãng với giá chỉ 4,9 tỷ đồng. Sắp tới, BMW cũng sẽ đưa BMW M3 về phân phối chính hãng tại Việt Nam, nhưng nhiều khả năng giá sẽ cao hơn khoảng 2 tỷ đồng với động cơ có dung tích xi lanh lớn hơn. Bắt đầu với khối động cơ, C63 đời mới không sử dụng động cơ xăng thuần túy mà là loại hybrid. Trong đó, xe sử dụng máy xăng 4 xi lanh dung tích 2.0 lít nhưng cho công suất tối đa lên đến 476 mã lực. C63 SE Performance còn được trang bị thêm một motor điện có công suất 204 mã lực gắn tại cầu sau, kèm hệ thống vi sai điện tử và bộ truyền động 2 cấp. Như vậy, tổng công suất của xe có thể đạt được là 680 mã lực và mô men xoắn cực đại là 1020 Nm. Kết hợp với đó sẽ là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe chỉ mất 3,4 giây để đạt tốc độ tối đa từ 0 lên 100 km/h trước khi bị giới hạn tốc độ ở mức 280 km/h. Khi vận hành thuần điện, Mercedes-AMG C63 SE Performance có thể di chuyển được quãng đường tối đa là 15 km với tốc độ tối đa là 125 km/h. So với C43 AMG, những thông số của C63 SE Performance mạnh mẽ và ấn tượng hơn rất nhiều. Mercedes-AMG C63 SE Performance 2024 được phát triển dựa trên dòng C-Class thế hệ hoàn toàn mới đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4842, 1890 và 1458mm. Chúng cơ sở đạt 2875mm. Kích thước của xe lớn hơn phiên bản C-Class thông thường với chiều dài tăng thêm 83mm, chiều rộng tăng thêm 76mm ở phía trước. Chúng cơ sở cũng được tăng thêm 10mm. Ngoại hình của xe được trang bị thêm gói ngoại thất AMG Carbon Package bao gồm cánh gió thể thao AMG ốp Carbon, mâm xe hợp kim 20 inch AMG với thiết kế đa chấu sơn đen, gương chiếu hậu, ngoại thất bên ngoài được ốp carbon. Phần đầu xe khác biệt với lưới tản nhiệt AMG kiểu nan dọc có logo AMG ở phía trên. Các khe hút gió hai bên và trên cản cũng được làm mở rộng hầm hố. Bên hông, xe được lắp ốp sườn thể thao kèm logo tên xe. Bộ khuếch tán gió phía sau lớn cùng hai ống xả hình thang giúp hoàn thiện cái nhìn tổng thể hầm hố mạnh mẽ của xe. Logo C63S có viền màu đỏ nổi bật tại phần đuôi xe. Khoang cabin xe có một số điểm khác biệt so với C300 AMG đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. C63S E-Performance gây ấn tượng với nhiều chi tiết được bọc chất liệu da Nappa màu đen, ví dụ như vô lăng thể thao AMG, đi cùng với họa tiết AMG in nổi tại phía trước. Chất liệu carbon siêu nhẹ chắc chắn không thể thiếu bên trong khoang cabin của một chiếc C63S E-Performance. Về mặt tiện nghi giải trí bên trong xe, C63 SE Performance được trang bị hệ thống đa phương tiện e-Buick dành riêng cho dòng xe AMG sở hữu gói e-Performance, bao gồm màn hình hiển thị cụm đồng hồ trên màn hình trung tâm đa phương tiện theo hướng dọc ở bảng điều khiển trung tâm và màn hình hiển thị HUD tùy chọn. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về mẫu xe C63 SE Performance 2024 đã có mặt tại trường Việt Nam. Chiếc xe trong hình đang được trưng bày tại showroom Mercedes-Benz Vietnam Star Automobile, Bình Dương.